Nam Cực vào mùa hè. Sau nhiều tháng tối tăm, cuối cùng mặt trời đã xuất hiện trở lại. Các con tàu lại có thể đi về phía nam. Các nhà thám hiểm chỉ dám mạo hiểm tiến vào lãnh thổ băng giá trong mùa hè. Còn vào mùa đông, nơi này không dễ xâm nhập. Ngay cả đối với tàu phá băng, các chuyến đi vào biển Nam Cực cũng có nhiều rủi ro. Những tảng băng khổng lồ và biển cả. Cửa ngõ vào Nam Cực nằm ở phía nam xa xôi của Argentina. Tierra del Fuego. Vùng biển này là nơi kết nối tốt nhất với phần còn lại của thế giới. Một số địa điểm ở đây nổi tiếng vượt xa biên giới đất nước. Thị trấn nghỉ dưỡng Ushuaia còn được biết đến với tên gọi nơi tận cùng thế giới. Nép mình vào chân dãy núi Andes là nơi kết thúc của lục địa châu Mỹ. Khoảng 60.000 cư dân kiếm sống chủ yếu từ câu cá hoặc du lịch. Mùa du lịch bắt đầu vào tháng 10, khi du khách bị thu hút bởi mùa hè ở Nam Bán Cầu. Cách thành phố không xa, đang là thời gian sinh sản của chim cánh cụt Magellan. Con đực và con cái chia sẻ nhiệm vụ ấp trứng, lần lượt đi tìm thức ăn. Chỉ thỉnh thoảng, chúng mới dành thời gian ở bên nhau. Chim cánh cụt Magellan ăn cá, mực và nhuyễn thể. Có nguồn thức ăn dồi dào ở vùng nước lạnh ngoài khơi Tierra del Fuego. Ushuaia nổi tiếng không chỉ vì nhiều tàu du lịch dừng lại ở đây, mà đặc biệt là vai trò của nó như là cửa ngõ dẫn vào Nam Cực. Nó là điểm khởi đầu cho nhiều cuộc thám hiểm. Con tàu Capitan Klebnikov đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo vào biển Nam Cực. Đồ tiếp tế được chất lên và hành khách cuối cùng đã lên tàu. Tháng 11, bắt đầu mùa hè ở đây là thời điểm tốt nhất để lên đường. Ngọn hải đăng Faro de Eclaire nằm cách Ushuaia khoảng 13 km. Nó đánh dấu điểm kết thúc của thế giới mà con người có thể sinh sống được. Có nhiều loài động vật sống ở đây vì vùng nước này có rất nhiều thức ăn. Sư tử biển Nam Mỹ thường chọn những hòn đảo đá nhỏ làm nơi sống ẩn vật. Chúng nghỉ ngơi và ngủ ở đây trước khi bắt đầu chuyến đi săn cá tiếp theo. Những con đực không có nhiều thời gian vì chúng phải bảo vệ hậu cung của chúng. Với thiết bị kỹ thuật đặc biệt phù hợp cho chuyến đi đến Nam Cực. Một hệ thống radar đặc biệt thăm dò tình trạng của băng. Thân tàu được thiết kế để có thể xuyên qua lớp băng biển dày tới 3 mét. Dù vậy, chuyến đi vẫn không dễ dàng. Thời tiết thất thường và bão tố ở đây khiến những người đi biển nhiều kinh nghiệm phải rất tập trung khi đi trên vùng biển nằm trong vĩ độ từ 40 đến 60. Mòng biển và các loài chim biển khác bay cùng với con tàu, bất chấp những thách thức của biển cả hoang dã.
Nam Georgia nằm cách Tierra del Fuego, một phần của các đảo thuộc Nam Cực, khoảng 2.000 km về phía đông. Ngoài một thống đốc người Anh và vài nhà khoa học, hòn đảo này không có người ở. Núi, tuyết và băng thống trị cảnh quan. Với độ cao 2.934 m, Patches là đỉnh núi cao nhất. Xung quanh hòn đảo có hơn 160 sông băng chảy ra biển. Nhưng bờ biển không có băng gần như quanh năm. Tảo bẹ phát triển mạnh ở đây, dài tới 10 mét. Đó thường là môi trường an toàn cho cá, trai và cua. Ngoại trừ khi loài hải âu lớn phương Nam đang săn tìm thức ăn. Chim cánh cụt hoàng đế là cư dân nổi bật nhất của Nam Georgia. Vào mùa xuân ở Nam Bán Cầu, chúng tập trung ở các vịnh quanh đảo. Đầu tiên là các con đực, đến tìm nơi sinh sản của chúng từ năm ngoái. Khi xuống nước, chúng lặn cùng nhau theo nhóm, một chiến lược sinh tồn đáng tin cậy để thoát khỏi những kẻ săn mồi ẩn nấp dưới nước. Chim cánh cụt hoàng đế rất hòa đồng và thích săn mồi cùng nhau. Con mồi của chúng chủ yếu là cá và mực. Sau khoảng 150 lần lặn mỗi ngày, chúng phải tìm một nơi để nghỉ ngơi trên bãi biển. Các bãi biển hẹp, không có băng, nằm giữa sông băng và biển là nơi trú ẩn tránh thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ cho chim cánh cụt mà cả hải cầu và các sinh vật khác. Vài tuần sau, các con chim cánh cụt cái cũng đến và bắt đầu tìm kiếm bạn tình của chúng. Trong mùa sinh sản, chim cánh cụt hoàng đế chỉ giao phối với một bạn tình. Trên đất liền, chim cánh cụt trưởng thành không có kẻ thù tự nhiên ở Nam Georgia. Nhưng không phải tất cả đều trở về sau các chuyến kiếm ăn ngoài khơi. Cá voi sát thủ và những loài săn mồi khác đang chờ đợi chúng. Một số con chim cánh cụt chờ đợi bạn đời trở về trong vô vọng. Bộ lông có dấu vết đặc biệt bảo vệ chúng chống lại cái lạnh và hơi ẩm. Những chiếc lông ở ngoài phải được chăm sóc và bôi dầu thường xuyên. Chim cánh cụt không phải là các sinh vật duy nhất sống ở đây. Vào mùa hè, các bãi biển ở Nam Georgia rất nhộn nhịp. Một đàn hải cẩu voi đang chen chúc trên đường từ bãi sinh sản ra biển. Con đực trưởng thành có cái vòi nổi bật. Những gã khổng lồ này có thể nặng tới 4 tấn. Những con ít tuổi chưa có nhiều thứ để khoe ở khoang mũi. Phải mất khoảng 8 năm, cơ quan khứu giác mới đạt được kích thước lớn để con hải cẩu voi có thể gây ấn tượng. Chúng học cách chiến đấu từ lúc ít tuổi. Và chúng thường không chịu nhường nhau.
sức mạnh, sự hung hăng và chiến thuật là các yếu tố quyết định trong cuộc chiến giành bạn tình và lãnh thổ. Đó thường là vấn đề sinh tử. Chúng phải bắt đầu thực hành từ sớm. Cái vòi to lớn và khả năng chiến đấu khiến nó được tôn trọng và có được thứ mình muốn. Con đực đã tập hợp được 15 con cái xung quanh mình, một hậu cung có số lượng đáng nể. Chúng chủ yếu sống ôn hòa và chăm sóc con cái. Anh bạn trẻ này vẫn chỉ có thể mơ về những cuộc chinh phục trong tương lai. Thật tốt khi được thư giãn trong vòng tay của gia đình. Có cả những đứa trẻ khóc lóc. Con hải tổ con và phải lớn nhanh. Không có nhiều thời gian để vui chơi, hải cầu voi non phải có khả năng tự chăm sóc khi được 4 tuần tuổi. Cuộc sống vẫn có vẻ vô tư, nhưng chỉ vài tuần nữa là đến lúc bắt đầu cuộc hành trình dài trên đại dương. Đến lúc đó, trọng lượng của hải cầu non tăng lên gấp 4 lần so với lúc mới sinh, đạt khoảng 150 kg. Chúng cần có một lớp mỡ dày để có thể sống sót ở vùng biển cực nam băng giá. Hải cẩu voi chỉ lên bờ trong mùa giao phối để nuôi con non và thay lông hàng năm. Thời gian còn lại, chúng ở dưới biển, săn cá và mực. Chúng ở dưới đại dương trong nhiều tháng, cho đến khi bản năng sinh sản thôi thúc chúng lên bờ. Nam Georgia là điểm gặp gỡ của nhiều động vật sau thời gian sống ở biển. Cảnh quan hiểm trở của hòn đảo ngự trị bởi các sông băng, đầy băng và tuyết, không phải là môi trường sống tốt cho thực vật và động vật. Hầu hết thực vật mọc thưa thớt dọc theo dải bờ biển hẹp. Nhưng rêu phát triển mạnh trong vùng khí hậu lạnh, ẩm ướt ở Nam Cực. Mặc dù nhiệt độ vào mùa hè hiếm khi cao hơn 10 độ C, vô số dòng suối nhỏ tồn tại nhờ nước mưa và sông băng.